Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thạnh đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2022 và đề ra chương trình công tác của quý tư năm 2022. Đến dự có ông Lê Giang Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ. 9 tháng qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thạnh quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Việc triển khai học tập và sơ kết tổng kết các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy được tổ chức kịp thời hiệu quả. Lĩnh vực kinh tế xã hội tiếp tục phát triển ổn định, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch. Giá trị sản xuất ba khu vực tăng so cùng kỳ. Công tác thu ngân sách, giải ngân nguồn vốn các công trình xây dựng cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy lưu ý, Huyện ủy Vĩnh Thạnh tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022 đúng ý định, đạt chất lượng và đảm bảo an toàn. Chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu để công nhận xã Thạnh Lộc, Thạnh Lợi đúng theo kế hoạch.